Chờ một chút, các người sẽ tiến vào trên một không gian hư huyễn. Ta tin mọi người đều đã tiến vào trong thăng linh đài, tương tự với loại kia. Bây giờ mọi người rời khỏi vòng tròn chính giữa nào. Theo lời của nàng nói, top học viên năm nhất đều lùi về phía sau, đem mình tròn giữa đại sảnh trở lên trống không. Thẩm Dập đi tới một bên, nhấn vào bên trên vách tường, cũng không biết nàng thao tác ra làm sao. Ở trên vách tường này, mọi thứ rất giống hoa văn của hồn đạo trận pháp sáng lên. Tiếp theo thì mặt đất nứt ra, từng quả cầu hình trứng dồn dập trồi lên, sau đó lứt ra. Mỗi một vật hình cầu bầu dục này đều cao khoảng 2m50, đường kính khoảng chừng 1m20 có hơn. Sau khi nứt ra, ở bên trong là một khoảng hành khách, nhìn qua phi thường kỳ lạ. Mỗi người tùy ý chọn ra một cái ngồi vào đi. Một lát nữa các người sẽ xuất hiện ra ở bên trong một mảnh rừng rậm. Phạm vi của rừng rậm có hạn, các người sẽ rất dễ dàng nhìn thấy những người khác. Muốn phối hợp lẫn nhau, các người chỉ cần ăn vị ở những khoảng gần nhau. Các người có 3 phút để hoàn thành tất cả những điều này. Sau khi tiến vào trong khoảng mô phỏng, nhớ thắt dây an toàn. Quả thật quá là tiên tiến rồi. Đường Vô Lân ở trong lòng âm thầm xít xoa. Đây rõ ràng là địa phương giống như trong thằng linh đài. Hơn nữa còn có loại địa phương ở thật sát thạch ở nhập học. Dù này các gốc gác quả nhiên cũng không hề kém cạnh. E rằng ở trong học viện này căn bản cũng không cần đi đến thằng linh đài gì cả. Tài nguyên học tập ở nơi này đã đủ để thỏa mãn tất cả. Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt cùng với Dương Liệm Hà, ba người cấp tốc lựa chọn ra ba khoảng mô phỏng gần nhau ngồi xuống. Ngay một khắc khi mà bọn họ thắt dây an toàn, mặt trên của quả cầu đột nhiên đóng lại, nhất thời trước mắt trở lên tối sầm lại. Thời gian không lâu, vô vàn ánh sao ở bên trong sáng lên, làm cho người ta dường như có cảm giác đang hòa vào trong bầu trời đêm vậy. Sóng năng lượng nhu hòa bao phủ, thiết bị mô phỏng hình trứng giống như bắt đầu xoay tròn. Cảm giác hôn mê xuất hiện khi mà ý thức bắt đầu có một chút mơ hồ, đồng thời xuất hiện ra cảm giác buồn nôn, đột nhiên đầu óc trống rỗng. Cảm giác lâng lâng truyền đến, Đường Vũ Lân thậm chí vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Động tác thứ nhất chính là nhìn xuống quanh cảnh giới. Tầm mắt cho lên rõ ràng, quả nhiên đây là bên trong một mảnh rừng rậm rộng lớn. Chỉ ít là từ lời Hắc Hạ Lạc, chung quanh cũng không có những người khác xuất hiện. Thực vật quá rậm rạp, tầm mắt thật khó mà nhìn ra. Tiến vào rừng rậm, Đường Vũ Lân lại có cảm giác như cá gặp nước. Ở trong môi trường này, thân là thực vật hệ hồn sư, hắn một cách tự nhiên có hiệu quả tăng cường nhất định. Hắn nhanh chóng vọt đến bên cạnh một cây đại thụ, ngồi xuồng vào bên trong lùm cây, đồng thời ở trong tròng mắt tử quang lấp lóe. Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt, các ngươi ở nơi nào vậy? Đúng vào lúc này, một âm thanh vang dội ở bên trái, dần đó đột nhiên vang lên. Đường Vũ Lân lúc này đầu tiên sửng sốt một chút, sau đó biểu hiện ra trên mặt không khỏi quái dị hơn. Cái tên này... Thanh âm kia rõ ràng chính là Dương Liệm Hạ. Lão sư đều đã nói, phạm vi vùng rừng rậm này cũng không lớn, chung quanh đều là những bạn học khác, sự tình huống quan hệ cạnh tranh hắn la to như vậy, không phải sẽ bại lộ trước tiên hay sao? Đường Vũ Lân thân hình lóe lên khom người, cấp tốc hướng về phía Dương Liệm Hạ tới gần. Hắn hiện tại nhất định phải mau chóng cùng với Dương Liệm Hạ phối hợp, đồng thời dẫn theo hắn thay đổi vị trí, tránh bị vây công đánh hội đồng. Quả nhiên ngồi rất gần, khoảng cách cũng gần, hơn nữa dưới âm thanh dẫn hướng vang dội của Dương Liệm Hạ, Đường Vũ Lân rất nhanh đã nhìn thấy bóng người của hắn. Dương Liệm Hạ đứng ở bên ở trong một mảnh lùm cây tương đối trống trải, một mặt hoang mang nhìn chung quanh. Cái tên này vóc người lại cao to, mục tiêu thực sự là quá rõ ràng. Đường Vũ Lân vừa muốn chạy qua cùng hắn phối hợp, đột nhiên thì ánh mắt hắn khẽ động, dừng bước. Một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ra ở sau lưng của Dương Liệm Hà. Thân ảnh kia phi thường quá dị. Ở thời điểm hắn xuất hiện, ở trên mặt đất chỉ có một cái bóng, nhưng cũng không nhìn thấy bản thân đâu. Nhưng mà khi cái bóng kia đi tới phía sau của Dương Liệm Hà, cái bóng đột nhiên nổi lên, đã biến thành bản thể. Một sợi dây nhỏ cấp tốc vòng qua cổ của Dương Liệm Hà, sau đó hắn từ phía sau đột nhiên kéo mạnh. Đây là võ hồn gì, thật là quái dị. Đường Vũ Lân lúc này lấy làm kinh hãi, nhưng hắn không hề nóng lòng đi cứu viện Dương Liệm Hà. Dù sao thì cái gọi là đồng minh này của bọn họ cũng không có bao nhiêu bền chắc. Có đối thủ xuất hiện, cẩn thận một chút vẫn hơn. Có trời mới biết âm thanh của hắn hấp dẫn bao nhiêu người tới đây. Cái cổ đột nhiên bị siết chặt, tên ra tay này từ sau lưng vóc người tương đối nhỏ gầy, cả người hầu như là treo ở trên người của Dương Liệm Hà, hai chân đạp thẳng lên trên lưng hắn phát lực. Nơi này là không gian giả lập, tự nhiên không tồn tại tình huống gì giết chết thật sự. Vì lẽ đó, vị này ra tay cũng không chút lưu tính, trực tiếp chính là một đòn chí mạng.
Có thể nhìn thấy thân thể bị dìm trụ lại của Liệt Dương Niệm Hạ một thoáng liền cứng ngắc, cái cổ là chỗ yếu, hơn nữa không nghi ngờ chút nào chính là vì Mân Công hệ chiến hồn sư xuất hiện ra sau lưng hắn, nhất định sức công kích sẽ không yếu. Ở trên người hắn lập lòe ra ba cái hồn hoàn, ở trong đó đệ nhị hồn hoàn đang lóng lánh ánh sáng. Dương Niệm Hạ lúc này vẫn kịp có phản ứng, một chớp mắt sau khi mà thân thể bị cứng ngắc, một đôi tay lực lưỡng của hắn bỗng nhiên vung về phía sau, đánh trò về lồng ngực của đối phương. Thế nhưng mà cùi trò quán hiển nhiên không đủ dài, đối phương lấy hai chân đứng trên lưng hắn, cả người ngửa về sau tựa như là cánh cung, khiến hắn căn bản không cách nào đánh trúng dù gì chân dài hơn tay. Đột nhiên thì vào lúc này, Dương Niệm Hạ bỗng làm ra một cái động tác quái dị, hắn dậm chân, thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng, thân vốn cao 1m9 bỗng bành trướng ra lên tới 2m50. Tuy rằng công kích đại lớn như là Thái Thần Cựu Viên, nhưng lương tựa theo thân thể bành trướng, tóc của hắn cũng đã biến thành màu vàng sẫm, ngay cả da rẻ cũng có thêm một tầng ánh sáng vàng sẫm. Dưới chân, ba vòng hồn hoàn màu tím đồng thời bay lên. Cái tin này, Đường Vũ Lân con người một thoáng liền có rút trở lại, vì học viên đánh lén từ phía sau kia, hiển nhiên cũng ý thức được không ổn, đột nhiên thì thân thể tù lại như là muốn thoát ly ra khỏi phạm vi của hắn. Nhưng cũng đúng lúc này, ở trên người của Dương Liệm Hạ có thêm một tầng hào quang màu vàng sẫm, đệ nhất hồn hoàng sáng lấp lánh. Bóng người ở phía sau lưng vốn hừ hừ huyễn, dưới hoàn quang màu vàng sẫm bá phủ, nhất thời trở lên ngưng thực hơn, đồng thời hết thấy động tác của hắn đều ở trong nháy mắt này chậm chạp lại một thoáng. Một bàn tay to lớn hầu như là xoay ngược về phía sau đánh ra, phốc một cái đã tóm lấy cổ chân của hắn, sau đó thân thể của hắn liền bị quăng lên trên cao, thực sự là nhẹ nhàng giống như quăng một cái gối bông vậy, cuối cùng bị Dương Liệm Hạ mạnh mẽ đập lên trên mặt đất. Bạch quang lóe lên, thân thể người đánh lén đã hóa thành ánh sáng rời đi. Sau khi hoàn thành một đòn này, thân thể của Dương Niệm Hạ nhanh chóng thu nhỏ trở lại, một lần nữa biến trở về dáng dấp lúc trước, chỉ là quần áo trên người của nó có một chút tả tơi vì lúc trước thân thể biến lớn. Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt, các người ở nơi nào vậy? Hắn vẫn tiếp tục hồ lớn, không hề có vẻ muốn dừng lại chút nào. Đường Vũ Lân đang âm thầm quan sát tất cả những thứ này, là đột nhiên có một chút cảm giác lạnh hết cả sống lưng. Có thể thi đậu vào sử lãnh các học viện, quả nhiên không có một vị ai tầm thường. Vị Dương Liệm Hạ này nhìn qua là đang tìm hai người bọn họ, tiếng nói của hắn cũng xác thực làm bại lộ bản thân, có thể thực lực của hắn so với tưởng tượng cường hãn hơn. Võ hồn mạnh mẽ, hồn kỹ quỷ dị, hầu như không hề sử dụng ra bao nhiêu lực lượng đã nhẹ nhõm giải quyết xong mối đối thủ, mà sợi từ đối phương quấn quanh cổ hắn dường như không thể nào tạo thành bất cứ tổn thương gì. Vẫn là lên trước tiên ẩn mình thì tốt hơn, vì in đội hữu này thực sự là quá mạnh, dưới bề ngoài hào phóng, còn có một trái tim giả dối, đây không phải là một nhân tuyển tốt để làm một đội hữu. Ngươi gào cái quái quỷ gì vậy? Đứng vào lúc này, một bên khác của Tù Lâm, ba bóng người đi xa. Hai nam một nữ, bọn họ đều phóng thích giả võ hồn, tất cả đều là hai vàng một tím. Ba cái hồn hoàn đi ở trước mặt nhất chính là một thiếu nữ, mặt cười rực rỡ, tướng mạo cũng không thua kém bao nhiêu so với Hứa Tiểu Ngôn, nhưng mà nhìn qua lại kiêu ngạo hơn nhiều lắm. Trên cánh tay phải có một thứ nhìn như là sợi dây màu bích lục quấn quanh, chính là bích lục xà, toàn thân đều tỏa ra một luồng khí tức âm u. Hai tên lam học viên ở sau lưng của nàng đều là vóc người trung đẳng, tướng mạo phổ thông nhưng lại sống nhau nhiều đốc. Nhìn thấy bọn họ, Đường Vũ Lân không khỏi nhớ đến đôi tỷ muội sinh đôi mình gặp phải ở Thiên Hạ Liên Minh thi đấu lúc trước. Lúc đó chính là ăn thiệt thỏ lớn dưới chiều võ hồn dung hợp kỹ của nhân gia người ta. Hai vị này rõ ràng cũng là sinh đôi, không phải cũng sẽ có võ hồn dung hợp kỹ chứ. Vừa nhập học, hắn còn chưa kịp quan sát những bạn học khác, bây giờ nhìn lại không có một ai là kẻ tầm thường cả. Người nói chuyện chính là thiếu nữ kia. Nhìn thấy hắn, Dương Điểm Hạ lở nụ cười cộc lốc rồi nói: "Chào các ngươi, ta tên là Dương Liệm Hà, ta đang tìm đồng đội của ta đây." Thiếu nữ lại nói: "Ta tên là Trịnh Dì Nhiên, người tốt nhất tự mình lùi ra, đỡ mất công ta động thủ, để tránh cho ngươi chịu đựng quá nhiều thống khổ, vị trí lớp trưởng này ta muốn lấy." Dương Liệm Hà lúc này kinh ngạc rồi nói: "Nhưng mà không phải lão sư đã nói phải thông qua thi đấu để thu được tư cách lớp trưởng hay sao, làm sao lại là người muốn lấy liền lấy được đây?" Trịnh Dì Nhiên tức giận rồi nói: "Ngươi có phải là bị bệnh hay không? Ý của ta đương nhiên là không có ai là đối thủ của ta rồi. Ta nhất định sẽ đánh bại tất cả mọi người, thu được tư cách lớp trưởng. Được rồi, không cùng với người phí lời nữa." Trịnh Long, Trịnh Hổ tiến hắn đi ra bên ngoài. "Vâng, tiểu thư." Hai tên thiếu niên ở sau lưng của nàng lắc mình bước ra, đại nhất hồn hoàn ở trên người đồng thời sáng lên, khí tức của hai người cũng thuận theo đó mà trở lên âm u hơn. Khuôn mặt của bọn họ đồng thời có thêm một tầng màu bích lục, thân thể cũng cấp tốc nằm dạp trên mặt đất, hướng về phía Dương Liệm Hạ đồng thời một há miệng, hai đạo ánh sáng xanh lục vọt thẳng đến phía của hắn.
Dương Liệm Hạ sửng sốt một chút, giống như choáng váng, căn bản không hề né tránh, đồng thời phóng thích ra võ hồn, thân thể bắt đầu bành trướng lớn lên. Quá bất cẩn rồi, ở bên trong lùm cây của Đường Vũ Lân nhíu nhíu mày. Hai đạo ánh sáng xanh lục rơi vào trên người của Dương Liệm Hạ, thân thể của hắn nhất thời run rẩy một thoáng. Tiếp theo, hào quang vàng óng vừa xuất hiện ra trên người nhất thời bị lại nhuộm đẫm màu bích lục. A, có độc! Dương Liệm Hạ lúc này kinh ngạc thốt lên một tiếng, thân thể nhất thời không tự chủ được mà run rẩy. Trịnh Long Trịnh Hổ thân hình ép sát mặt đất đi khắp nơi, nhanh chóng hướng về hắn nhích tới gần. Hơn hoàn ở trên người bọn hắn mơ hồ đã bị màu bích lục kia nhuộm đẫm mấy phần. Bọn họ tiến lên, ở trên mặt đất một mảnh cháy đen, thực vật chung quanh đều tỏa ra tâm tình sợ hãi, dồn dập khô héo. Quả nhiên là độc, độc thuộc tính võ hồn thực sự là phi thường hiếm thấy. Trịnh Long Trịnh Hổ cùng với Trịnh Dị Nhiên đồng thời thi vào trong sử lại các học viện, rất rõ ràng bọn họ cũng là bằng bản lĩnh thi vào, lại gọi là Trịnh Dị Nhiên tiểu thư, đây hẳn là cùng xuất thân từ một cái độc thuộc tính võ hồn thế gia nào đó. Đường Vũ Lân ngày hôm nay thật sự xem như là được mở mang tầm mắt. Ở thế giới bên ngoài, trước đó căn bản không được thấy bao nhiêu võ hồn mạnh mẽ. Từ sau khi tiến vào trong sử lấy các học viên, hắn cũng không nhớ nổi mình đã nhìn thấy bao nhiêu cái. Mắt thấy Trịnh Long, Trịnh Hổ đã sắp đến bên người của Dương Niệm Hạ. Thân thể của Dương Niệm Hạ đã càng ngày càng run rẩy nhiều hơn. Trịnh Long, Trịnh Hổ từng người một xô lên trên một cái chân. Có thể nhìn thấy, chính là ở dưới mũi chân của bọn họ không biết từ lúc nào đã xuất hiện ra một cái cây gai nhọn màu bích lục. Cái gai nhọn kia nhìn qua toàn thân trong suốt, vô cùng rực rỡ, nhưng nếu như liên tưởng đến võ hồn của bọn họ, một khi bị đâm vào hẳn là sẽ không có cảm giác tươi đẹp như vậy. Chân của hai người đồng thời nhắm vào cổ của Dương Liệm Hạ đá vào.